và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC14. Thưa quý vị, trong 2 tuần liên tiếp gần đây, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 6 ca mắc ho gà. Như vậy, từ đầu năm 2024 cho đến nay, thành phố đã có 9 ca mắc ho gà, trong khi cùng kỳ năm 2022 và năm 2023 không ghi nhận ca bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, từ ngày 16 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 ca mắc ho gà. Cụ thể, mỗi tuần ghi nhận 3 ca mắc ho gà. Như vậy, từ đầu năm 2024 cho đến nay, Hà Nội đã có 9 ca mắc ho gà, trong khi cùng kỳ năm 2022 và 2023 không ghi nhận ca bệnh. Điều đáng nói, qua khai thác bệnh án, đa số trẻ mắc ho gà đều chưa tiêm hoặc là tiêm chưa đủ số mũi vaccine phòng bệnh. Để phòng bệnh, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo việc tiêm phòng vaccine có thành phần ho gà là biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả nhất. Trẻ được tiêm mũi 1 khi 2 tháng tuổi, có thể tiêm sớm lúc 6 tuần tuổi, mũi 2 khi 3 tháng tuổi, mũi 3 khi 4 tháng tuổi, mũi 4 lúc 18 tháng tuổi. Thông thường bị sảy một thai trong ca song sinh, cổ tử cung sẽ mở để tiếp tục để em bé thứ hai ra ngoài. Ngoài ra, bánh nhau còn sót lại của thai nhi thứ nhất với các tổ chức đã chết sẽ tạo thành các ổ nhiễm khuẩn, khiến thai nhi còn lại có nguy cơ cao tử vong. Người mẹ cũng gặp nguy hiểm khi cố giữ con. Tuy nhiên, mới đây, một người phụ nữ 27 tuổi mang thai đôi bị sảy một thai ở tuần 21, được bác sĩ khâu cổ tử cung và dùng thuốc giữ thai còn lại đến tuần 27 thì sinh. Một sản phụ 27 tuổi ở Bắc Giang mang thai đôi nhờ thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đến tuần 21 của thai kỳ, thai phụ tức bụng, âm đạo ra chút dịch nhầy. Bác sĩ phát hiện cổ tử cung đã mở, túi ối thõng ra ngoài âm đạo nên không có biện pháp can thiệp để giữ thai, nguy cơ sinh non. Thai phụ đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm tra lại. Vào ngày 5 tháng 3, bác sĩ Trương Minh Phương, Phó trưởng khoa sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết đây là trường hợp khó, phải khâu vòng cổ tử cung nhằm bảo vệ đầu ối. Tuy nhiên, chân của một em bé đã thò ra ngoài âm đạo, các bác sĩ quyết định cho đẻ một thai ra trước và giữ thai còn lại. Để đảm bảo an toàn, bác sĩ phải dùng thuốc giữ thai nhi còn lại trong bụng mẹ. Hàng ngày, nhân viên y tế phải xét nghiệm máu và vệ sinh âm đạo mẹ để kiểm soát nhiễm trùng, đổi thuốc điều trị 2 tuần một lần phù hợp với từng giai đoạn bệnh. May mắn, thai phụ không còn cơn co tử cung nữa, cổ tử cung cũng đóng kín hoàn toàn. Đến tuần 27, sản phụ sinh một bé trai nặng 1,1 kg, theo dõi tại khoa sơ sinh. Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định. Bộ Y tế đề xuất ưu tiên mở rộng chi trả bảo hiểm y tế bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan C và B. Hiện bảo hiểm y tế chỉ chi trả cho việc điều trị bệnh, không chi trả các chi phí khám sàng lọc. Bộ Y tế đánh giá việc mở rộng chi trả khám sàng lọc nhằm đánh giá nguy cơ và điều trị ngăn ngừa sự xuất hiện tiến triển của một số bệnh. Việc phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời giúp giảm chi phí điều trị trong tương lai. Theo thống kê, năm 2023, chi phí điều trị cho 6 nhóm bệnh ung thư thường gặp như là ung thư vú, phổi, gan, đại tràng, dạ dày, tiền liệt tuyến từ quỹ bảo hiểm y tế là 6.186 tỷ đồng. Riêng với bệnh đái tháo đường type 2, ước tính số bệnh nhân đái tháo đường ở Việt Nam là gần 4 triệu người, trong đó 50% chưa được chẩn đoán. Năm 2023, có hơn 15.500.000 lượt khám chữa bệnh với chi phí lên đến 6.766 tỷ đồng một năm, chiếm 5,6% tổng chi quỹ. Đối với bệnh tăng huyết áp, năm 2023 có gần 23 triệu lượt khám chữa bệnh với chi phí là 6.015 tỷ đồng một năm, chiếm 4,9% tổng chi quỹ. Theo Bộ Y tế, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp giảm chi phí điều trị các biến chứng và điều trị giai đoạn muộn của bệnh, tác động tiết kiệm cho quỹ bảo hiểm y tế. Các tỉnh miền Bắc vừa trải qua nhiều ngày rét đậm liên tiếp. Từ ngày 4 tháng 3, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh nên miền Bắc tăng nhiệt nhanh, trời không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh thành dao động trong khoảng 26 đến 30 độ C. Tuy nhiên, đến khoảng ngày 7 tháng 3, dự báo một đợt không khí lạnh có khả năng tràn về, khiến miền Bắc lại chuyển mưa rét. Thời tiết nóng lạnh thất thường, thay đổi đột ngột, kết hợp với tình trạng ô nhiễm không khí đã khiến nhiều người già, người có bệnh nền và trẻ nhỏ nhập viện. Thông tin đáng chú ý này sẽ là phần cuối của Y tế trong ngày. Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 40 đến 50 bệnh nhân. Tuy nhiên, khoảng một tuần trở lại đây, lượng bệnh nhân tăng khoảng 20%, trong đó chủ yếu là các trường hợp mắc bệnh liên quan tới hô hấp, tim mạch và đột quỵ. Thường là khi mà thời tiết thay đổi hoặc là thời tiết quá lạnh thì cái số lượng bệnh nhân vào viện vì cái bệnh lý hô hấp sẽ tăng lên, đặc biệt là các cái bệnh lý viêm nhiễm vùng tai mũi họng
bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đấy là những cái bệnh mà nó sẽ liên quan đến thời tiết và thời tiết lạnh. Đặc biệt đối với người cao tuổi thì cái số lượng bệnh nhân như vậy sẽ vào viện sẽ tăng lên rất là nhiều so với lại bình thường. Tại khoa hô hấp, lượng bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú cũng tăng khoảng 10-20%. Đáng nói nhiều người nhập viện trong tình trạng nặng do trước đó ngại mưa rét, kiêng đến bệnh viện đầu năm, khiến bệnh trở nặng. Điển hình là bệnh nhân 80 tuổi này dù có biểu hiện bất thường nhưng không tới bệnh viện thăm khám mà tự mua thuốc điều trị. 10 ngày sau, khi bệnh tiến triển nặng, ông mới được người nhà đưa đến bệnh viện điều trị. Vừa ăn Tết xong thì cũng muốn điều trị ở nhà, cũng không muốn đến viện. Nên thành ra ông dẫn đến nặng, chứ nếu đưa đến viện kịp thời ngay thì không nặng như này. Khi bệnh nhân đến trong tình trạng mà nặng như này thì cái viêm cái phổi nó bị tổn thương nó khá nhiều, thì cái khả năng phục hồi của nó sẽ kém hơn so với tất cả các cái bệnh nhân mà đến sớm, phát hiện ra sớm mà chưa có tổn thương ở phổi, thì thời gian điều trị nó sẽ kéo dài hơn. À, sau này bệnh nhân cũng sẽ để lại các cái di chứng là nó sẽ dễ bị viêm phổi tái phát trở lại. Các bác sĩ cho biết thời tiết và môi trường là hai yếu tố tác động trực tiếp tới sức khỏe. Trong khi đó, vài ngày trở lại đây, chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất không tốt cho sức khỏe. Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 37,6 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO. Đối với đối tượng người cao tuổi thì một số các cái bệnh mà dễ tái phát như là cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là hen phế quản. Một số bệnh nhân đến cũng khá là nhiều, đó là các cái viêm phổi, viêm phế quản hoặc là cái viêm long đường hô hấp trên. Cái tỷ lệ bệnh nhân đến trong thời gian vừa qua khi mà thời tiết thay đổi thất thường như vậy thì cũng khá tăng hơn so với trước, là tăng khoảng trên 10%. Đa phần bệnh nhân đến khám và điều trị trong tình trạng cũng khá nặng, bệnh nhân khó thở, ho, sốt và khạc đờm. Tìm hiểu nguyên nhân thì như chúng ta đã biết thì thời gian vừa qua thì bệnh nhân thời tiết rất là lạnh. Vậy kèm theo đó là trong cái thời gian là bệnh nhân là sau thời gian nghỉ Tết nên tâm lý bệnh nhân là ngại đến điều trị tại các cơ sở y tế. Bệnh nhân tự ý dùng một số thuốc ở nhà mà chưa có chỉ định. Do vậy mà bệnh nhân đến những tình trạng thường là khá nặng. Không chỉ người già, trẻ nhỏ cũng là nhóm đối tượng dễ bị tác động khi thời tiết thay đổi thất thường. Tại khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, khoảng một tuần trở lại đây, lượng bệnh nhân tới thăm khám cũng đông hơn so với trước đó. Đa số trẻ nhập viện do bị hen, khò khè. Các bác sĩ cho biết thời tiết thay đổi liên tục, độ ẩm cao kết hợp với ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra tình trạng trên. Cái này cũng là một yếu tố nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ em. Nhẹ thì em bé sẽ bị cảm lạnh. Cảm lạnh tức là bệnh nhân có thể ho, hắt hơi, sổ mũi, có thể có sốt. Thì thường là do virus gặp lạnh thì bùng phát các đợt virus lên, và do trong cái môi trường kín, khi lạnh thì con người ta lại muốn tập trung vào với nhau và đóng cửa, kín cửa, cộng với ít ra ngoài thì nên lại càng dễ lây virus, thế nên là dễ bị cảm lạnh, dễ bị mắc cúm. Thế nhưng mà nguy hại hơn thì có thể đấy là sốc nhiệt gây hạ thân nhiệt. Đây là những trường hợp mà tiếp xúc lâu với môi trường lạnh kéo dài, khi hạ thân nhiệt thì em bé có thể gây co giật, hôn mê, thậm chí là tử vong nếu mà không điều trị được kịp thời. Dự báo trong những ngày tới, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn có thể xảy ra, các đợt không khí lạnh vẫn ảnh hưởng, nhiệt độ có thể xuống thấp. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, đối với người già, trong những ngày thời tiết rét đậm kéo dài, luôn phải mặc ấm, hạn chế ra ngoài vào ban đêm hoặc dậy sớm tập thể dục, không tự ý sử dụng thuốc điều trị bệnh khi chưa được thăm khám và tư vấn của bác sĩ. Với trẻ nhỏ, phụ huynh nên tập cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc với người bệnh. Khi tới nơi đông người, nên đeo khẩu trang cho trẻ. Chuyên gia y tế khuyến cáo trong những ngày rét đậm rét hại rồi tăng nhiệt đột ngột, trẻ nhỏ và người cao tuổi cần phải được quan tâm và chú ý nhiều hơn. Nóng lạnh thất thường không chỉ làm gia tăng số trẻ em mắc bệnh hô hấp, mà còn khiến số ca người cao tuổi mắc đột quỵ cũng tăng lên nhanh chóng. Để phòng chống đột quỵ, người cao tuổi phải xem thời tiết hàng ngày, đặc biệt là chất lượng không khí. Và đến đây, Y tế trong ngày xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.